Netizen đang bàn tán xôn xao về câu chuyện ngôi sao nhạc pop Lady Gaga đã bị một nhà sản xuất âm nhạc hãm hại năm 19 tuổi, sau đó bỏ mặc cô trong lúc đang mang thai. Trong bộ phim tài liệu The Me You Can See phát sóng vào ngày 21 tháng 5 trên Apple TV, Lady Gaga trải lòng về nỗi đau trong quá khứ gây nên chấn thương tâm lý nặng nề cho cô suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ 35 tuổi ngạn ngào kể lại thời điểm cô bị tấn công tình dục, bị lạm dụng đến mức mang thai và sau đó bị chối bỏ một cách đau đớn khi mới bước chân vào làng nhạc. Lúc ấy tôi 19 tuổi và đang làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Một nhà sản xuất đã bảo tôi, hãy cởi quần áo ra. Tôi từ chối và rời đi. Và rồi họ nói sẽ đốt hết những sản phẩm âm nhạc của tôi. Họ không ngừng lại và không ngừng yêu cầu tôi. Tôi cảm thấy như đóng băng và tôi không nhớ gì nữa. Gaga kể. Khi được hỏi tên của nhà sản xuất âm nhạc đó, Lady Gaga không muốn nói ra vì cô không bao giờ muốn đối mặt với hắn ta một lần nữa. Cô nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp âm nhạc đầy rẫy những sự lạm dụng và nguy hiểm. Giọng ca Poker Face muốn quên đi những tháng ngày kinh hoàng cũ, nhưng sự việc ấy để lại di chứng cho cô cả về tinh thần lẫn thể xác. Một ngày, Gaga đến bệnh viện vì đau nhức và tê bì khắp cơ thể. Cô đã ngạc nhiên vì một bác sĩ tâm lý đến khám chứ không phải bác sĩ y khoa. Khi ấy, cô mới hiểu mình bị ảnh hưởng trầm trọng như thế nào. Đầu tiên là cảm giác đau đớn toàn thân, sau đó tôi cảm thấy tê dại, rồi tôi bị bệnh trong suốt nhiều tuần. Tôi nhận ra nỗi đau ấy giống như khi kẻ đó hãm hiếp tôi, bỏ rơi tôi đang mang thai trong một xó xỉnh gần nhà bố mẹ tôi vì tôi nôn mửa và ốm yếu. Bởi vì tôi đã bị lạm dụng và bị nhốt trong phòng thu suốt nhiều tháng trời. Gaga đau đớn nhớ lại. Lady Gaga giải thích rằng những nỗi đau mà cô phải chịu đựng dẫn đến chứng loạn thần kéo dài nhiều năm và vẫn tiếp diễn đến thời điểm cô nhận giải Oscar với phim A Star Is Born vào năm 2019. Tôi đã bị suy sụp hoàn toàn về tâm thần và trong khoảng 2 năm, tôi không còn là cô gái như trước. Cái cảm giác đau đớn thường trực ấy giống như cảm giác sau khi bị cưỡng hiếp. Tôi đã nhiều lần chụp cộng hưởng từ và siêu âm mà bác sĩ không tìm thấy gì, nhưng cơ thể của tôi vẫn lưu giữ nỗi đau ấy, cô nói. Rơi vào trạng thái trầm cảm và hoang tưởng hậu sang chấn tâm lý, Gaga luôn cảm thấy mây đen bao phủ và âm thanh vang vọng nói rằng cô vô dụng và nên chết đi. Cô đã nhiều lần tự hại bản thân, đã cắt tay, lao mình vào tường. Nhưng Gaga nhận ra rằng tàn phá bản thân càng khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Sau vài năm vật lộn, Gaga đã học được cách để kéo bản thân ra khỏi hố đen tăm tối và mọi thứ dần dần tốt lên. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, nữ ca sĩ dựa vào âm nhạc và bám víu những hoài bão của mình để vượt qua. Và một trong số những giấc mơ ngông cuồng nhất của cô đã trở thành hiện thực. Khi một nhà sản xuất hỏi Gaga đã làm gì trong thời gian nhận thức và hàn gắn tổn thương, cô nói, tôi đã giành được một giải Oscar, một cách đầy tự hào. Trước đây, nữ ca sĩ trải qua nhiều đổ vỡ trong tình yêu. Cô từng đính hôn 2 lần với diễn viên Taylor Kinney và nhà quản lý tài năng Christian Carino, nhưng đều chia tay trước khi có thể tổ chức đám cưới. Hiện Lady Gaga đang có mối tình mặn nồng với doanh nhân công nghệ Michael Polanski. Cách đây không lâu, Lady Gaga hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đang ôm bó hoa khổng lồ do bạn trai gửi đến nhân dịp sinh nhật. Trên Instagram, Gaga viết, em yêu anh Honey, em rất nóng lòng được trở về nhà với anh, với đàn chó của chúng ta, và đó là tất cả những gì em cần lúc này. Ngôi sao nhạc pop đã tới Rome đóng phim House of Gucci vào đầu tháng 3. Vì dịch Covid-19 và lịch trình quay bận rộn, Gaga không thể về thăm nhà từ đó đến nay. Cô đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong thời gian xa nhà. Không chỉ nhớ nhung người yêu, Gaga còn chịu đựng nỗi đau, sự sợ hãi và cảm giác bất lực khi hai chú chó của cô bị bắt cóc, còn người dắt chó bị bắn trọng thương. May mắn, người giúp việc đã hồi phục tốt và đàn chó của cô cũng đã được tìm thấy sau khi nữ ca sĩ trao giải $500,000. Lady Gaga và CEO 43 tuổi của tập đoàn Parker hẹn hò từ đầu năm 2020. Họ cách ly tránh dịch cùng nhau suốt năm qua, tình cảm ngày càng sâu đậm. Một người bạn của Gaga tiết lộ Michael là một người đàn ông tốt, chững chạc và mang đến cho Gaga cảm giác được yêu thương, che chở. Nữ ca sĩ đã nghĩ đến việc kết hôn và xây dựng tổ ấm tương lai với chàng doanh nhân này.